26 tây tháng 8 thì còn mấy ngày nữa là hết mùa đông rồi, bắt đầu vô mùa xuân rồi. Thì mình phải tỉa cái cây nho của mình á, tại vì nó cây nho đó nó ngủ đông đó, bây giờ nó chuẩn bị nó thức rồi. Thì mình phải tỉa cây và mình phải bón phân để cho cây nó, khi mà nó thức dậy nó sẽ có chất dinh dưỡng để mà nó phát triển và ra trái. Thì đây cây nho của mình á, thì mình đã trồng được 3 năm rồi. Thì hồi năm ngoái á, thì mình cũng có tỉa nhưng mà mình không có tỉa nhiều lắm, cho nên cái trái của nó ra không có nhiều. Thì năm nay á, mình phải tỉa cho nó thật là đúng cái cách của nó đó. Thì mình hy vọng là năm nay nó sẽ cho mình thiệt là nhiều trái. Thì để mình sẽ bắt đầu quay cái cây nho cho các bạn coi nha. Thì đây là cây nho của mình đáng lẽ ra đó, năm đầu tiên thì mình phải tỉa cho nó cho thành một cái ra nó ra một cái dáng. Người ta trồng nho thì người ta sẽ cho một cái thân nó lên cao, nó lên cao lên cho tới cái dàn này thôi, rồi nó người ta sẽ cho hai cái nhánh tẻ ra thôi, làm hai cái tay, giống như là một cái thân với lại hai cái tay. Rồi cứ mỗi năm á, mình sẽ tỉa cho nó thành một cái dáng đó. Tại vì năm đầu tiên á, mình không có biết, mình mới trồng, mình không có kinh nghiệm, cho nên mình không có tỉa nó, mình cứ để, mình mua về sao mình để như vậy, thành ra gốc rễ á, thì nó bị chôn dưới đất rồi. Bây giờ nó thành thân nè, ở đây là một cái thân, hai cái thân, thì cái thân bên đây á, nó lại ra một cái nhánh. Đáng ra là năm năm thứ hai mình phải tỉa cái nhánh này đi, mình chỉ chừa lại nó một cái thân lên thôi. Nhưng mà mình không có biết á, cho nên á, mình tỉa không có đúng cách cái thân của nó. Thì mình cho nó là cái tay đi, tại vì cái thân nó nằm dưới đây, thì mình cho cái này là cái tay đi. Một bên tay như vậy á, là cái đây là hai cái tay, kia là hai cái arm. Thì hai bên cánh tay á, thì mỗi một cái nhánh mà nó chỉ ra, mỗi một cái nhánh mà nó mọc từ trên cái này á, thì mình sẽ cắt chừa lại hai cái nụ thôi. Giống như cái nhánh này nè, mình chỉ cắt chừa lại hai cái nụ này thôi, và mình sẽ cắt phân nữa ngay đây. Và nhánh này cũng vậy, nhánh này cũng vậy nha. Cắt thì ở đây đếm lên cũng vậy, ở đây 1 2. Đây là cây nho sau khi mình đã cắt xong rồi. Thì những cái trái á, nó sẽ mọc ra ở những cái nhánh mới, cho nên á, mình cắt như vậy á, thì những cái nhánh này sẽ là có trái, những cái nhánh này sẽ là ra trái. Còn những cái nhánh nó đã ra trái năm ngoái rồi thì mình đã cắt bỏ hết rồi. Năm ngoái mình không có cắt hết, mình để cho nó tùm lum hết, mình chừa lại nó tới 10 cái này đặng, cho nên mình thấy nó mọc tùm mà nó không có ra nhiều trái, nó ra khoảng một chục chùm thôi à. Cho nên năm nay á, mình nhất định mình phải cắt tỉa cho nó thiệt là đúng cách. Hôm nay là năm tây tháng 9 thì cái cây nho của mình á, mà hồi tháng 8 mình cắt đó, thì bây giờ nó đã bắt đầu ra đọt rồi nè. Và mình uống nó theo cái trellis này nè, để cho nó thành một cái vàng. Thì nay mình bón phân thêm cho nó để mà mình thể cung cấp thêm chất cho nó để nó ra trái. Thì hồi tháng tháng mùa thu đó, là đầu mùa thu là mình đã bón phân cho nó rồi, nhưng mà đầu mùa xuân đó, mình phải bón thêm một đợt nữa. Nó đã ra đọt rồi nè. Thì những cái mắt mình chừa lại hai cái mắt nè. Thì từ hai cái mắt này á, bắt đầu nó đã ra nè, nó ra đọt mới nè. Thì những cái đọt mới này á, nó sẽ đậu trái.